5 năm qua, phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học vụ, nâng cao các giải pháp trong giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cũng đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chủ động tổ chức và tham gia hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học vụ, sửa chữa làm mới nhiều mô hình học vụ thao trường được ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt hiệu quả thiết thực. Nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố trong điều kiện mới, thiếu tá Trần Quốc Thịnh, trợ lý binh chủng ban chỉ huy quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua nghiên cứu sáng kiến cải tiến mô hình học vụ huấn luyện, làm tốt vai trò tham mưu hướng dẫn các đơn vị cấp dưới chuẩn bị thao trường bãi tập mô hình học vụ vật chất để phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện diễn tập. Trong 5 năm qua, đồng chí Thịnh đã chủ động tiếp cận vận dụng khoa học công nghệ điện tử để ứng dụng trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học vụ, huấn luyện, sát với từng đối tượng địa bàn huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố. Toàn thành phố đã có 67 mô hình sáng kiến cải tiến để phục vụ huấn luyện diễn tập. Nhiều mô hình sáng kiến tham gia hội thi cấp tỉnh và quân khu đạt giải cao được ứng dụng rộng rãi trong huấn luyện diễn tập hàng năm của đơn vị. Tiêu biểu như mô hình bộ bi bắn mục tiêu trên biển, mô hình bi huấn luyện chiến thuật trong điều kiện đô thị, mô hình lượng nổ bộc phá có tiếng nổ và tạo giả âm thanh. Hưởng ứng cái phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố và cuộc vận động phát huy cái sáng kiến cải tiến mô hình học vụ huấn luyện, trong huấn luyện thì bản thân cũng cố gắng nghiên cứu tìm tòi với cái sự phát triển của cái công nghệ khoa học hiện nay, đặc biệt là cái cách mạng công nghiệp 4.0, thì bản thân nhận thấy là các ngành nghề cũng đã vận dụng tốt các khoa học công nghệ đưa vào ứng dụng trong các ngành nghề mình, đạt kết quả tốt. Trong những năm qua thì cùng sự giúp đỡ của đảng ủy ban chỉ huy, rồi sự giúp đỡ của đồng chí đồng đội trong lực lượng vũ trang thành phố, thì bản thân và cùng đồng đội đã có những cái sáng kiến cải tiến được bộ chỉ huy quân sự tỉnh và cấp trên là đánh giá cao.